Sở Y tế thông cáo các nội dung liên quan đến tình hình dịch COVID-19 từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến 15 giờ ngày 10 tháng 12 năm 2021 cụ thể như sau. Số ca mắc mới trong ngày 160 trường hợp gồm huyện Mỹ Tú 65, thành phố Sóc Trăng 27, huyện Thanh Trị 26, huyện Cù Lao Dung 25, huyện Châu Thành 11, huyện Trường Đề 2, huyện Long Phú 2, huyện Mỹ Xuyên 2, trong đó 35 trường hợp là F1, 4 trường hợp về từ dùng dịch và tất cả đã được quản lý trước đó. 112 trường hợp phát hiện qua sàng lọc cộng đồng, 9 trường hợp phát hiện trong khu vực phong tỏa. Số ca mắc cộng dồn đến thời điểm hiện tại 24.150 trường hợp, trong đó huyện Trần Đề 4.816, huyện Kế Sách 3.718, thành phố Sóc Trăng 3.472, thị xã Vĩnh Châu 2.961, huyện Châu Thành 2.654 huyện Mỹ Tú 1717, huyện Long Phú 1.373, huyện Thanh Trị 1.185, huyện Mỹ Xuyên 1.155, thị xã Ngã Năm 754, huyện Cù Lao Dung 345. Số ca khỏi bệnh xuất diện trong ngày 637, số ca khỏi bệnh cộng dồn đến thời điểm hiện tại 17.302, số ca tử vong trong ngày 7 cộng dồn 153. Số bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại cơ sở y tế 6.695. Về công tác tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19, tỷ lệ dân số trên 18 tuổi được tiêm ít nhất 1 mũi là 96,7%. Tỷ lệ dân số trên 18 tuổi được tiêm đủ 2 mũi là 87,1%. Tất cả người dân từ 12 tuổi trở lên chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 hoặc đã tiêm mũi 1 đủ thời gian hãy chủ động liên hệ trạm y tế gần nhất để đăng ký tiêm sớm. Tiếp tục thực hiện thông điệp 5K, không chủ quan lơ là, chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết, cài đặt ứng dụng PC Covid để có mã QR.